Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Trước mắt anh em là dòng xe Kia Soulette nhé, dòng xe thuộc phân khúc gầm cao 5 chỗ cỡ A của nhà Kia. Mà trong cái video ngày hôm nay, dịp đầu tháng 8 của năm 2024, em xin được gửi tới anh em những cái chính sách giá bán, các chương trình ưu đãi khuyến mại được tăng cường giảm giá ở cái thời điểm đầu tháng 8 này, để cho những anh em nào mà đang quan tâm, tìm hiểu cũng như là muốn sở hữu cái dòng xe Kia Soulette này sẽ có thể nắm được. Hiện tại cái chương trình giảm 50% lệ phí trước bạ là không được thực hiện rồi, nhưng đại lý bên em vẫn được tăng cường giảm giá, kích cầu xả ngâu để cho anh em nào mà đang quan tâm cũng như là muốn sở hữu ngay cái dòng xe Kia Soulette này thì cực kỳ là hợp lý. Hiện tại Kia Soulette được bán ra thị trường với 3 phiên bản, bao gồm phiên bản Kia Soulette 1.5 Dynac, 1.5 Luxury và 1.5 Premium. Ở trong cùng phân khúc thì Kia Soulette này đang cạnh tranh với rất nhiều đối thủ, anh em cũng có thể tham khảo thêm. Ví dụ như là cạnh tranh với chiếc xe Hyundai Veloz này, cạnh tranh với chiếc xe Toyota Jay, đúng không ạ? Vậy thì ngay bây giờ mời anh em có thể là theo dõi xuyên suốt video để có thể nắm được chính sách giá bán ở cái thời điểm này như thế nào. Thì lúc đó anh em sẽ hình dung được con số cần chuẩn bị và có cái quyết định là mua xe Kia Soulette này hay là các xe có cùng phân khúc có trên thị trường anh em nhé. Đầu tiên thì em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản Kia Soulette 1.5 Dynac. Bản này thì đang có mức giá là 539 triệu. Hiện tại chính sách giá bán của bên em cũng đang hỗ trợ giảm cực kỳ sâu về tiền mặt, cũng như là tặng anh em dán thêm cách nhiệt, thảm sàn da, túi cứu hộ nhanh và một bộ lắp cốp. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 606 triệu, trả góp thì đang là 165 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 595 triệu, trả góp thì đang là 154 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chu�n bị cho em là 577 triệu, trả góp thì đang là 136 triệu. Tổng lăn bánh trên thì đã bao gồm các chi phí cơ bản để anh em có thể tự đi đăng ký và chưa bao gồm các chi phí đăng ký trọn gói anh em nhé. Hiện tại chính sách giá bán của bên em đang rất cởi mở, cũng như là có cái mức lăn bánh cực kỳ tốt để cho anh em có thể là cân đối quyết đoán đấy ngay, hoặc là anh em hoàn toàn có thể là ký chờ để hết tháng ngâu anh em đi đăng ký anh em nhé. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Kia Soulette 1.5 Luxury. Bản này thì đang có mức giá là 579 triệu. Với cái chính sách giá bán ở cái thời điểm tháng ngâu này, bên em cũng đang kích cầu xả kho ngay tại thời điểm đầu tháng. Và cái chính sách giá bán này cũng đang được tăng cường hơn so với thời điểm trước, đâu đó vào khoảng hơn 5 triệu anh em ạ. Thời điểm này anh em nào mà cảm thấy phù hợp và muốn tìm hiểu thì hoàn toàn có thể là gọi điện cho em để em gửi cái bảng tính năng bánh chi tiết, thì lúc đó anh em sẽ hình dung được cái con số cần chuẩn bị, đúng không ạ? Và em sẽ tạm tính cái tổng lăn bánh để anh em có thể là biết được là cái mức ưu đãi cũng như là cái tổng chi phí của dòng xe Kia Soulette phiên bản 1.5 Luxury này anh em nhé. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 651 triệu, trả góp thì đang là 175 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 639 triệu, trả góp thì đang là 164 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 621 triệu, trả góp thì đang là 146 triệu. Đó, đây là cái phiên bản 1.5 Luxury và bên em cũng đang sẵn xe đủ màu để có thể giao ngay. Hoặc là anh em có thể là ký chờ cuối tháng xuất hóa đơn và đầu tháng 8 âm lịch chúng ta đi đăng ký thì nó rất là thích hợp, đúng không ạ? Và cuối cùng em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản Kia Soulette 1.5 Premium. Bản này thì đang có mức giá là 624 triệu. Ở thời điểm đầu tháng ngâu này cũng như đầu tháng 8 dương lịch thì bên đại lý bên em cũng đang hỗ trợ rất là tốt về giảm tiền mặt. Còn mức tốt như thế nào thì anh em vui lòng gọi điện cho em nhé, để em chia sẻ để tránh bị vi phạm về marketing của hãng anh em nhé. Đó, sau khi áp dụng thêm quyền linh động về phụ kiện, về quà tặng thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 701 triệu, trả góp thì đang là 187 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 688 triệu, trả góp thì đang là 175 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 670 triệu, trả góp thì đang là 157 triệu. Đó, vừa rồi thì em đã chia sẻ cũng như là gửi tới anh em những cái chính sách giá bán
các chương trình ưu đãi khuyến mại mới nhất của dòng xe Kia Soulette ở thời điểm dịp đầu tháng 8 này rồi, cũng như là đầu tháng Ngâu âm lịch này rồi. Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn hay là muốn biết bất cứ một cái chương trình khuyến mại cụ thể như thế nào thì anh em vui lòng gọi ngay cho em để em hỗ trợ anh em một cách tốt nhất anh em nhé. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.